Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Tây Nguyên. Trong tháng 9 năm 2010, Công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi kiểm điểm trước dân ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong một buổi lễ như vậy, vào ngày 29 tháng 9, khoảng 50 người dân từ 4 buôn làng trong huyện Đức Cơ, Gia Lai bị đưa ra trước đám đông dân làng công khai kiểm điểm vì đã gây rối an ninh trật tự vào ngày 25 tháng 8. Sau khi thú nhận lỗi lầm, họ cam kết từ bỏ phun rô và tin lành đại gà. Trong tháng 10 năm 2010, báo chí nhà nước đưa tin 567 hộ dân tại huyện Krungpa, tỉnh Gia Lai có liên quan tới tin lành đại gà đã cam kết từ bỏ đạo với ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn hàng ngày tới thăm để gây áp lực lên 15 hộ dân, buộc họ cam kết từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trong tháng 11 năm 2010, báo chí nhà nước đưa tin về các hoạt động tiếp tục đấu tranh loại bỏ tin lành đại gà ở các huyện Yagrai và Đức Cơ, với cả lực lượng biên phòng tham gia phá vỡ các ổ nhóm phản động của tin lành đại gà ở vùng biên giới và đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2010, một buổi kiểm điểm trước dân được tổ chức ở Buôn Rinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có các tín đồ của dòng Công giáo Hà Môn tự nguyện thú nhận lỗi lầm và ký cam kết từ bỏ tà đạo Hà Môn. Các vụ việc khác về ép buộc từ bỏ tín ngưỡng tôn giáo và đưa ra kiểm điểm trước đông người. Tính đến năm 2010, kế hoạch 3 năm của chính quyền Việt Nam nhằm truy quét các đối tượng phản động và bảo đảm an ninh trật tự ở Tây Nguyên đi gần đến ngày dự định kết thúc vào tháng 4. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thắng lợi của phong trào trong công tác đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái pháp luật và các hoạt động lợi dụng tôn giáo. Mục đích là để hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt đã đấu tranh xóa bỏ hoạt động nhen nhóm phục hồi tin lành đại gà trên địa bàn. Kể từ năm 2001, vị này cho biết Công an tỉnh đã phát hiện hàng ngàn người liên quan đến phun rô và tin lành đại gà, thu hàng trăm tài liệu và cờ phản động của phun rô, dập tắt gần 30 âm mưu kích động, biểu tình và gây rối đông người, phát hiện và ngăn chặn 412 người có ý định vượt biển trái phép sang Campuchia và tiếp nhận hàng trăm người từ Campuchia hồi hương. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam 20 năm sau cuộc rút quân cuối cùng của Hoa Kỳ khỏi Sài Gòn. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Clinton năm 1994 dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại đối với Việt Nam. New York Times ngày 17 tháng 12 1995, tháng 11 năm 1995, các nhà chức trách cho biết ngày 10 tháng 3 năm 1998, thông tin được công bố trong một phiên điều trần tại Thượng viện cho thấy rằng do kết quả cuộc đấu tranh chống Cộng sản của người Thượng và sự liên kết của họ với Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Việt Nam, người Thượng tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Theo báo cáo, chính phủ Việt Nam can thiệp vào việc người Thượng xin phép di cư sang Mỹ và hạn chế các cơ quan hỗ trợ nhân đạo tiếp cận những người dân sống ở vùng cao nguyên Việt Nam. Người ta nói thêm rằng người Thượng bị cấm sử dụng hệ thống thư tín và họ bị từ chối tiếp cận việc làm, nhà ở và giáo dục. Thảo luận tại Thượng viện Hoa Kỳ tiết lộ rằng Hoa Kỳ quản lý một chương trình tị nạn cho Việt Nam được gọi là chương trình khởi hành có trật tự ODP. 486.000 người Việt Nam đã được chuyển trực tiếp từ Việt Nam sang chương trình này. Hiện tại có một đợt tải tiền đang chờ xử lý bao gồm 4 loại người, một trong số họ là người Thượng qua sự hỗ trợ dịch vụ liên bang Mỹ. Người Thượng hay Dega là một bộ tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Malayo, Polynesia và Mon Khmer, khoảng 30 bộ tộc sống ở các vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam giữa năm 1962 và 1972. Miền núi của người Thượng là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam, và các thành viên của lực lượng đặc nhiệm quân đội Hoa Kỳ mũ đội xanh chiến đấu ở đó thường gắn bó với dân quân người Thượng, những người được coi là những chiến binh dũng cảm nhất và những người bạn trung thành mãnh liệt nhất. Với sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1975, những người Thượng từng hợp tác với Mỹ đã bị các quan chức của nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới xem thường và bị nghi ngờ
thường bị bắt bớ, bỏ tù hoặc giết chết. Nhiều người chạy sang Campuchia, nơi họ tổ chức kháng chiến chống lại sự cai trị của Cộng sản, nhưng cuối cùng vẫn bị Khmer đó đàn áp. Đến năm 1985, người Mỹ đã nhận thức được hoàn cảnh tồi tệ của người thượng, và năm sau đó, người thượng đã thu xếp để những người tị nạn được vào Hoa Kỳ. Năm 1992, một nhóm người thượng khác nằm ở miền đông Campuchia đã được di tản trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi Khmer đó và người Việt Nam thông qua những nỗ lực của dịch vụ gia đình Luther và dịch vụ xã hội Công giáo. Phần lớn trong số khoảng 3.000 người tị nạn, người thượng hiện đang sống ở Hoa Kỳ đã được tái định cư thành công tại các thành phố Charlotte, Greenboro và Raleigh ở Bắc Carolina. Mặc dù nhiều người thượng giữ niềm tin truyền thống của họ vào các linh hồn kết hợp với các lực lượng của tự nhiên, hầu hết hiện nay là người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành. Những người ở lại Đông Nam Á tiếp tục phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng và nguy hiểm. Chính quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng Tây Nguyên cuối thập niên 80 không còn mấy ai nhắc đến Phun Rô nữa. Cho đến năm 1992, vấn đề Phun Rô lại xuất hiện ở khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia. Theo phóng viên người Mỹ Nat Taylor trên tờ New Straits Times, lực lượng mang tên là Phun Rô De Ga là một tổ chức vũ trang đặt dưới quyền lãnh đạo của đại tá Ipeng Yun, vẫn tiếp tục liên hiệp với Khmer đó để chống lại Hà Nội. Sau 17 năm chống cộng, lực lượng của đại tá Ipeng Yun chỉ còn lại khoảng 2.000 người từ biên giới Thái, Miến Điện. Đại tá Ipeng Yun tuyên bố rằng lực lượng Phun Rô De Ga sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới khi nào Cộng sản trao trả lại tự do cho dân tộc Tây Nguyên. Năm 1994, khi Liên Hợp Quốc đưa lực lượng quốc tế UNTAC vào thực hiện giải pháp chính trị ở Campuchia, Phun Rô không còn chỗ dựa. Với sự chấp thuận của Mỹ, tháng 12 1992, toàn bộ số Phun Rô còn lại gồm 407 tên do Ipeng Yun cầm đầu đã ra hàng UNTAC tuyên bố chấm dứt hoạt động chính trị của mình và vũ trang, nộp vũ khí và được người Mỹ đưa đi định cư ở tiểu bang Colorado. Chính quyền Việt Nam nói rằng hồ sơ về Phun Rô là hồ sơ về một tổ chức phản động, một tổ chức tội ác. Tổ chức đó đã bị xóa sổ trước tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của bộ đội và dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng tàn dư của nó vẫn còn, khi vẫn còn đó những thế lực thù địch, những âm mưu đen tối chống phá đất nước và nhân dân ta. Thực hư, chính quyền lại nói như vậy. Chính quyền huyện Chư Prong huy động lực lượng dân quân tại 7 xã và địa phương để đối phó với sự trỗi dậy của Tin Lành Đề Gà trong huyện và bắt giữ những đối tượng chủ chốt. Theo báo Gia Lai, trích lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Anh Dũng, một số đối tượng lén lút hoạt động chống phá nhà nước và trộm cắp mũ cao su, trộm cắp tài sản. Ngày hôm sau, 26 tháng 8, một vụ lộn xộn khác lại xảy ra ở huyện Chư Prong. Theo báo Gia Lai, sau khi bảo vệ công ty cao su bắt giữ một người trộm mũ cao su, bài báo viết hơn 70 người từ hai buôn làng gần đó đã kéo tới nông trường gây náo loạn. Vào tháng 9, các tổ chức bênh vực người thượng ở Mỹ bắt đầu thông tin về việc lực lượng an ninh đã bắt và tạm giữ người dân ở huyện Chư Prong trong tháng 8 và tháng 9 và phong tỏa một số huyện giáp biên giới Campuchia ở Gia Lai. Cùng thời gian đó, giới chức địa phương tiến hành tổ chức những buổi kiểm điểm trước dân để lên án Tin Lành Đề Gà mà họ cho là liên quan tới những vụ việc gây rối ở nông trường cao su tại huyện Chư Prong và các huyện giáp ranh giới Đức Cơ và Yagrai. Trong một bài đăng trên báo Nhà nước ngày 18 tháng 9, chính quyền tỉnh công bố rằng Tin Lành Đề Gà và Phun Rô đang ráo riết phục hồi hoạt động tại ba huyện Yagrai và Chư Prong và Đức Cơ và lan sang các huyện Chư Pứ và Krông Pa. Chính quyền biện minh cho mình rằng việc bắt giữ và trấn áp Tin Lành Đề Gà bằng cách cáo buộc họ là kích động gây ra các vụ náo loạn tại nông trường cao su theo chỉ thị của những thành viên Phun Rô đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Kể từ năm 2001, hơn 350 người thượng đã bị xử tù nhiều năm với các tội danh mơ hồ về an ninh quốc gia vì đã tham gia biểu tình công khai hoặc các nhà thờ tại gia, những hành động bị cho là chống chính quyền hoặc vì đã tìm cách trốn sang Campuchia tị nạn. Trong số này có cả các nhà hoạt động Tin Lành Đề Gà
và những người thượng Cơ Đốc giáo không xem mình là tín đồ của Tin lành Hagia, bao gồm một số mục sư, những người chủ trì nhà thờ tại gia và các nhà vận động bảo vệ quyền sở hữu đất đai. Các tội danh mà họ bị khởi tố bao gồm phá hoại đoàn kết dân tộc, điều 87, bộ luật hình sự hoặc phá rối an ninh, điều 89. Trong số những người thượng bị giam giữ từ năm 2001, có ít nhất 65 người bị bắt trong khi đang cố trốn sang Campuchia. Vì lý do an toàn và tị nạn chính trị, họ bị kết án tù giam ở Việt Nam với tội danh trốn đi nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân Việt Nam, điều 91. Bằng cách hình sự hóa các hành vi phản đối chính phủ một cách ôn hòa cũng như các hoạt động tôn giáo chưa được phép, chính quyền Việt Nam đã bất chấp các quyền cơ bản của con người và cam kết thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người đã được Việt Nam ký kết, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.